đang ở Nam Cát Tiên. Ủa chúng mình ở đây rồi hả? Trời ơi. Tới rồi nè, có một em lễ tân ra đón. Trời, hai em lận. Em này chân hơi ngắn nha. Chân ngắn quá nha. Tụi mình tới Nam Cát Tiên rồi nè. Trải qua 5 tiếng đi xe từ 7 giờ sáng tới 12 giờ tới được Nam Cát Tiên. Bây giờ là mấy giờ Thảo? 6 giờ tối rồi. Ngủ một phát tới 6 giờ tối luôn. Hôm nay là ngoài dự kiến nha. Đáng lý là tụi mình chỉ ngủ một xíu thôi, nhưng mà ngủ tới tối luôn. Bữa ăn hôm nay của chúng mình có gì? Chị ra cái này là rau củ kho quẹt, đây hả? Mì xào, cơm. Ủa nãy mình có gọi cơm hả? Đúng rồi. Sinh tố chuối, sinh tố xoài. Yeah, yeah. Đặc biệt là mấy con quỷ kia kìa. Vì quá mệt nên bây giờ tụi mình sau khi ngủ cả buổi chiều thì nạp năng lượng ngay Nam Cát Tiên luôn. Tại vì buổi tối ở đây cũng không có gì chơi cả, nên dự kiến tụi mình sẽ ở đây và nghỉ ngơi nguyên ngày hôm nay. Trời ơi, đang ăn mà có một thanh niên mặc rất tội luôn. Giờ cũng đã 8 giờ rồi, tụi mình sẽ trở về phòng, mỗi đứa làm công việc riêng, sau đó ngủ sớm thôi. Phòng của mình ở đây rồi. Vô thôi, đằng trước sẽ có bàn. Phòng tụi mình thì hơi bừa bộn một xíu. Đây là phòng dành cho 3 người, nhưng mà tụi mình chỉ ở có 2 người thôi. Tại vì có một bạn thay đổi kế hoạch, không đi nữa. Chiêu hiu. Vậy thôi, Wow. 5:30 sáng nha mọi người. Ôi trời ơi, không khí trong lành thì khỏi phải nói rồi. Quá là dễ chịu luôn. Rất thích hợp với các bạn muốn đến đây để chữa lành nha. Sáng nay thì tụi mình sẽ dậy sớm. 6 giờ người ta sẽ tới chở đi thuyền. Rồi tụi mình có thôi lâu lâu đi chơi sớm cũng được. Rồi đến tối sẽ có đi coi ta gọi là gì ta? Coi thú thì phải 6 giờ tối mới coi được. Đó, lịch trình hôm nay có bấy nhiêu thôi. Còn ở giữa rảnh rảnh tụi mình sẽ thuê xe đạp, rồi đi một vài điểm giống như là ở đây người ta hướng dẫn. Ở chỗ mình ở là homestay Thủy Tiên. Có khá nhiều các bạn Tây ở đây á mọi người. Sáng sớm nè, chúng mình sẽ ra bến. Nghe đâu là chú đang chờ ở dưới hả? Ok. Sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai à? Dạ. Mà nó bắt nguồn hai nhánh, một nhánh gọi là Thác Trời. Dạ. Một nhánh gọi là Từ Đạo Ai Đổ Về. Tất cả từ Lâm Đồng Đà Lạt. Quý hiệu mát quá. Vé để ngắm bình minh vào sáng sớm trên sông Đồng Nai như thế này có giá là 200 ngàn cho một người. Và tụi mình book ngay với các bạn homestay luôn. Đến Nam Cát Tiên là đến tham quan và tìm hiểu về rừng quốc gia nguyên sinh, về các loại cây và họ hàng của nó. Dọc sông Đồng Nai như tụi mình thì dễ dàng bắt gặp được con cò, con vọt hay con khỉ. Và buổi tối nếu như các bạn đi thăm thú đêm vào mùa này là tháng 3, tháng 4 thì các bạn sẽ có thể bắt gặp được nai và cây hương. Phải nói không khí sáng nay vô cùng yên bình. Đi dạo trên sông Đồng Nai như thế này là một trải nghiệm vô cùng đáng thử. Tụi mình vẫn tiếp tục đi về phía trước. Phải để cao cả. Cao thì còn đẹp. Sau khi đi thuyền xong thì tụi mình về ăn trưa, nghỉ ngơi một xíu và bắt đầu qua phà khám phá khu rừng nguyên sinh thôi. Bên trong có rất nhiều họ cây. Ví dụ họ Na. Bên kia là họ gì? Họ Trung Quân.
tưởng Trung Quân Idol không á. My có đọc được ở đâu đó, người ta có nói cây tung là một biểu tượng của sự kiên trì và bền bỉ trong vô vàn thăng trầm của cuộc đời, khiến con người không thể không ngưỡng mộ và kính phục. À, bên trong Nam Cát Tiên nè mọi người. Trời, bọn mình mới đạp xe xong, mệt quá cho nên là ngồi ở đây sạc điện thoại với lại nghỉ một xíu. Xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ ở Nam Cát Tiên luôn và chờ đi coi thú đêm. Thì chắc khoảng 6:30 là người ta sẽ dắt tụi mình đi coi. Bây giờ tụi mình sẽ kiếm cái gì ăn đã. Nhưng mà ở trong Nam Cát Tiên thì cũng không biết ăn cái gì hết trơn. Ơ, bạn Thảo có thể cho biết cảm nghĩ của bạn Thảo hôm nay đi Nam Cát Tiên không? Muốn đi chơi mà chị không cho. Mệt lắm, trời ơi, đạp xe 2,5 cây. Hẳn 2,5 cây, 5 cây. 2,5 cây, xong đạp về 5 cây, thở không đều luôn. Khuyến cáo là nên đi mang theo nhiều nước nha. Đặc biệt là nước ngọt. Là chiếc Nam Cát Tiên trong truyền thuyết à. Qua đen, qua đen. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ăn. Mà đồ ăn Nam Cát Tiên ngon lắm. Thật là giống Lào. Chỗ ăn ở bên Nam Cát Tiên nè mọi người. Giờ tụi mình bắt đầu đi coi thú đêm rồi nè. Nhưng mà bạn bè mình nói cái này là trò chơi test nhân phẩm đó. Đi là một chuyện nhưng mà xem được hay không là một chuyện khác. Gặp được chú thường ăn vào ban đêm, quãng đường 6 km đi gần 6 km về. Thưa quý vị, con thú hoang dã thì nó sợ người. Và nó coi con người là loài nguy hiểm nhất rồi. Đoạn này là anh hướng dẫn sẽ dặn dò mình khi mà đi xem thú đêm là sẽ phải giữ yên lặng để mà có thể xem được các hoạt động một cách tự nhiên nhất. Tụi mình sẽ ngồi trên xe và anh sẽ rọi đèn đi tìm cho tụi mình. Nếu như có một con vật nào đó xuất hiện thì anh sẽ báo cho tụi mình để có thể quan sát nó đi ăn một cách tự nhiên nhất. Như bạn Nai này, một đoạn mà bạn Nai phát hiện ra thì bạn ấy sẽ bỏ chạy mất. Đã kết thúc xong chương trình coi thú đêm. Về thôi, xuống phà về thôi. Và đó là đi Nam Cát Tiên 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi của tụi mình. Ngắn ngủi là tại vì tụi mình ngủ nhiều quá, hết 1,5 ngày rồi, chỉ còn 1,5 ngày để khám phá thôi. Nhưng nhiêu đó cũng là đủ lắm rồi. Hy vọng mọi người thích chuyến đi của tụi mình. Và hãy có ý kiến gì cứ comment cho mình nha. Bye, đừng quên like và subscribe channel của mình đó.